Gần đây, tại miền Nam Australia đã rộ lên nhiều mô hình kinh doanh độc đáo, thu hút người dân địa phương. Nhưng điều đó nói ở đây là những sản phẩm và dịch vụ được bày bán đều đến từ những nhà kinh doanh nhí. Khu vực mà em Charlie đang sinh sống là nơi nổi tiếng với rượu vang. Tuy nhiên, cậu bé 6 tuổi này lại hướng đến một thức uống khác với mong muốn đạt được giấc mơ của mình. Cháu đang làm nước chanh để kiếm đủ tiền mua chiếc thuyền màu xanh cháu thích. Còn với cô bé Olive 12 tuổi, thay vì đồ uống, em lựa chọn công việc kinh doanh đồ thủ công tự chế cùng một quyển sách mà chính em vẽ. Cháu thường xuyên gửi tiết kiệm để sau này có thể mua những thứ như ô tô khi cháu lớn lên. Đây là những cơ hội mà các bậc phụ huynh Australia đang trao cho, cho những đứa trẻ để hiểu rõ hơn về kinh doanh, cũng như học cách chi tiêu hợp lý. Theo các chuyên gia, trẻ em được học cách kiếm tiền sớm sẽ có cơ hội tốt hơn để có được một tương lai vững chắc về tài chính, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tại nhiều nước vẫn trong giai đoạn khó khăn. Khả năng học toán của con tôi đã tiến bộ hơn nhiều và tôi cũng đang tích cực thúc đẩy điều đó để đảm bảo rằng con tôi sẽ là người quản lý tài chính hiệu quả. Chính những trải nghiệm kinh doanh này sẽ giúp các em có thể cân đối chi tiêu hợp lý khi lên bậc đại học, đồng thời không gặp khó khăn khi ở trong độ tuổi trưởng thành. Về học cách kiếm tiền và tiết kiệm hợp lý là những kỹ năng vô cùng quan trọng để chống cho lại tình hình bất ổn về mặt kinh tế trong tương lai. Còn đối với phụ huynh của em Charlie, Chiếc thuyền xanh mà em yêu thích được kỳ vọng là kim chỉ nam để giúp em tiếp tục kinh doanh để gặt hái thành công.